Thì anh em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Trung Quốc. Hôm nay em tục lên một clip gồm 10 cây câu nha. 10 cây câu là 10 cây câu chiên anh em lua nha. Thì sẽ có hai cây này là hai cây máy đứng và phần còn lại toàn bộ máy ngang nha. 8 cây máy ngang. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Hàng này thì là hàng full hộp nha anh em, full hộp hàng lướt của tôi. Có một số cây chưa sử dụng luôn. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Rồi cảm ơn anh em. Chúc mừng tham khảo. Đây, cây thứ nhất và ở số 2 là một cặp nha anh em. Em lấy ra đọc một số cho anh em xem luôn. Thì cái hai cái này là một cặp, thì giới thiệu chung cho nhanh gọn lẹ nha anh em. Thì cái này của hàng Defy. Cái này thì độ cứng là ML nha anh em, độ cứng ML, dài 1m68, đó, nặng là 85g, hai khúc, tải mồi từ 7 đến 14g nha anh em, tải mồi từ 7 đến 14g đó. Đây, giá nó bán ở Nhật là 9.000 yên, tầm khoảng gần 2 triệu mấy tiền Việt Nam đó nè. Đó. Hàng này hàng chất liệu carbon nha anh em, tải dây từ 6 đến 14 lb nha, tải mồi từ 7 đến 14g đó, độ cứng ML. Thì chất liệu là chất liệu carbon này. Đây hàng cây số 1 nha mọi người. Đó. Hàng thì như mới rồi, nó hàng này chỉ cần lướt qua thôi, cây số 1 nó không có hợp. Nói chung thì hàng này chưa, giống như hàng chưa qua sử dụng nha anh em. Đây, fan là fan gold nha. Đó. Phân gòn phân hãng. Đẹp cực kỳ luôn nha anh em, chất liệu carbon nha. Dài 1m68. Hàng máy ngang. Đó, cái bát máy ngang cũng đẹp nữa. Anh em. Đó, cái số 1. Cái số 2 cũng vậy, cái này là một cặp luôn. Đó. Hàng cực kỳ đẹp nha mọi người. Chung đi chưa qua sử dụng nên rất là đẹp, không có xước xát gì nữa. Thì giá công khai cái này là 500k nha anh em, 500k cây, cây số 1 500, cây số 2 500 luôn. Đó. Cái này hàng rất hàng sản xuất tại Korea rồi anh em. Đó. Một hàng carbon full hợp. Rồi, cây số 1, cây số 2 đồng giá 500k cây nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần, vẫn là cần carbon nha anh em, hàng lua. Đó. Cây này của hãng, chữ này em đọc không được rồi. Diamond gì đó. Đó. Cây này dài 1m8, cứng ML. Đó, dài 1m8, cứng ML. Cây này sản xuất tại Korea nha anh em, đó, Korea. Cây này cứng ML, dài 1m8, nặng là 101g. Đó, hai khúc, tải mồi từ 7 đến 14g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Đó anh em. Mã có đầy đủ nha. Chép đầy đủ, tem đầy đủ. Full hợp luôn. Đấy là cái này. Thì đó. Cái màng nhựa ở đây nó chưa bóc luôn nè, ở trên cũng vậy luôn. Cái cán bằng còn rất là đẹp nha mọi người. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon, đây fan đó đây. Đó. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Dài 1m8, cứng ML. Hàng anh em đánh lóc cũng ok nè. Đó. Đánh lóc câu hành chắp cũng rất là ok. Ngoại hình đẹp nha anh em, tem sức đầy đủ nha. Đó. Máy ngang nha, cây này cây máy ngang, cán bằng. Phen đây, phen đời 3 ở đây. Đó. Còn cực kỳ đẹp nha anh em, sáng đẹp luôn á. Rồi, giá công khai vẫn là 500k nha anh em. Cây số 3, 500k. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây hàng của hàng New Cutting. Đó. Cutting. À, cây này vẫn là hàng của Korea sản xuất nha mọi người. Korea sản xuất. Để em kiếm thông số đọc đây. Cây này dài 1m65 nha mọi người. Dài 1m65. Lua từ 7 đến 14g, tải mồi từ 6 đến 14 lb. Cây này độ cứng của ML nha anh em. Đó. Cây này thì nặng 85g nha. Mã code chép đầy đủ nha mọi người. Đó, mã code chép đầy đủ. Cây này cũng Korea xuất Nhật nha. Đó, Deer Water. Thì ngoại hình cũng còn ok. Hàng full hợp. Cây này cần còn túi nữa nè. Đó, túi luôn. Thì cây này vẫn là một cây máy ngang anh em. Màng cao su đây nó chưa bóc luôn nè. Đó, ni lông đây chưa bóc luôn. Đó, phen vẫn là phen ngân hãng nha mọi người, ngân hãng.
Đây, chỗ này thì nó bị chóc sơn cho anh em. Đó. Thì càng sau thì em sau cho anh em xem vậy thôi. Đây. Đó, thông số đầy đủ nha. Cái này vẫn là chất liệu chất lượng carbon nha anh em. Rồi, giá công khai vẫn là 500k luôn, kệ số 4 500k. Rồi. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần của Bombastic. Đó. Bombastic gì đó. Cây này vẫn là cây của Korea nha mọi người. Đó, Korea xuất nhập. Đây, Korea. Cây này dài 1m8, hai khúc. À, thu gọn là 95 cm. Đó, đọt là 1 ly 7, góc là 87 mm. Đó, độ cứng cũng là ML, tải mồi từ 4 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 20 anh em. Đó. Tải dây từ 8 đến 20 g, 20 là B nha. Đó, cây này vẫn là một cây phun hợp, hàng của hội xuất nhập. Đó. Cây này là một cây dạng cán súng nha mọi người. Đó. Cái bát nó cực kỳ đẹp luôn, tại vì nó còn mới á, độ kim tuyến nó còn bóng chiếu chiếu rồi nè. Thì cái này vẫn là cây chất lượng carbon đây, sáng chìm nha mọi người. Đó, đây là fan Fuji nha. À, fan Fuji. Độ cứng ML. Đó, Bombastic. Anh em. Rồi, giá công khai cây số 5, giá công khai là 600k mọi người, càng còn rất là mới nha. Đó. Bò sẵn này giống như hai da luôn á, còn rất là mới nha mọi người, 600k. Cây số 5 giá 600k nha mọi người. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần của Waco, à, Waco. Đó, cây này hàng của Korea xuất nhập nha mọi người. Đó. Cây này thì dạy được 1m65, dài 1m65. Thì dài 1m65, tải mồi từ 2 đến 18 g. Đó. Đọt là 10, đọt 1.8 nha mọi người, đọt 1.8. Góc là 88 mm. Chất liệu là chất liệu carbon. Độ cứng là ML nha mọi người, độ cứng vẫn là ML. Dài 1m65. Thì cái này còn hợp nè. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Hàng của Waco nha mọi người, Waco. Đây, ngoại hình thì khỏi bàn nha anh em, ngoại hình xuất sắc nha. Carbon sáng chìm nha. Fan này fan Fuji luôn nha mọi người, fan Fuji luôn. Nó chữ đây nè, Fuji đây. Đó. Ngoại hình thì cái này chưa qua sử dụng nha, hàng trưng bày nha mọi người. Còn rất là mới. Rồi, giá công khai vẫn là 600k nha mọi người. Cây số 6 giá 600k. Đó, hàng đẹp đẽ sạch sẽ luôn. Độ cứng ML, anh em đánh lóc cực kỳ ok nè. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần của Redson nhá, của Huawei nha mọi người. Đó, cây này nội địa nha. Cây này của Huawei nội địa. Cây này dài 1m65. À, nặng là 155 mét. Nặng là 155 g, đọt là 1.8. Góc là 89 mm. Đó. Cái này chất liệu bằng chất liệu carbon nha mọi người, vẫn là chất liệu carbon. Cái này nó không ghi độ cứng nhưng mà theo em đóng là độ cứng là tầm khoảng ML nha anh em. Đó, độ cứng khoảng ML. Đây, một cây cán súng hàng carbon. Sắn cuộn cuộn, hàng nội địa nha anh em. Japan nha. Bát Japan. Sẵn khỏi bàn, sẵn gần gắn luôn.
thắng tới ngọn rồi mọi người. Đó. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji Japan. Càng càng cán súng. Cán là cán bột da nè. Đây, sẵn đây. Em mới thấy. Sẵn cuồn cuộn. Rồi, giá công khai cây số 7, giá công khai là 600k luôn nha mọi người. Đó, độ cứng vẫn là độ cứng BL. Cái này lên lóc. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây cần của qua cô nha mọi người, cần qua cô. Đó. Cây này thì dài 1m65. Đó. Đây, đọt là 2 ly. Gốc là 10.9 phi nha anh em. Thành phần carbon là 99%. Đó. Tải dây từ 6 đến 12 lb. Tải mồi từ 7 đến 10 g nha mọi người. Tải mồi từ 7 đến 10 g, độ cứng là M. Đó, độ cứng là M. Chất liệu là chất liệu carbon. Cây này vẫn là một cây máy ngang nha mọi người. Cây quá khô máy ngang. Anh em. Còn cực kỳ đẹp nha anh em. Carbon ở trong nó đang dày luôn á. Bát cực kỳ đẹp luôn. Tại vì cây này nó dạng giống như hàng xài lướt qua, hàng trưng bày anh em. Phen cũng là phen Fuji nha mọi người. Đó. Độ cứng mờ. Đánh lóc ok nè. Đó, đánh lóc cực kỳ ok luôn. Máy ngang mọi người. Nhỏ gọn tiện. Cây này nặng ha. Để em cân thêm nặng bao nhiêu gram. Cây này nặng 70g nha mọi người. Cây này nặng 70g. Bù sứ còn ok hết nha mọi người. Hàng báo đẹp luôn á. Full hợp mà. Rồi, giá công khai cây số 8. Giá công khai là 650k nha mọi người. Cây số 6. Cây số 8 650k. Tiếp theo là cây số 9, cây số 10, hai cây máy đứng nha, hai cây máy đứng duy nhất của clip này. Cây số 9 là một cây máy đứng hàng UL nha mọi người. Cây số 9 là một cây máy đứng hàng UL. Chất liệu là chất liệu carbon pha. Đây anh em có thấy. Đó. Phen nữa đây. Đó. Phen là phen hãng, bát là bát hãng đó nha mọi người. Cây này em lấy từ thị trường Nhật về nha. Đó. À, cây này là cứng UL. Đó. Tải mồi từ 8 đến 17 gram. Lòng tải mồi từ 8 từ 7 đến 20 gram, tải dây từ 8 đến 17 lb nha mọi người. Đó. Hàng cực kỳ đánh cảm giác nha, anh em đánh tôm, đánh chép, đánh phi, đánh tôm, đánh phi nha anh em, đánh tôm, đánh phi. Đánh cá suối, lấy cây này đánh cực kỳ ok nha. Cây này nặng là 100 gram, đọt là 21, giá công khai là 350k nha mọi người. Đó, cây số 9 350k, hàng còn rất là đẹp nha. Tiếp theo là cây số 10, cây cuối cùng em lên cho anh em hôm nay. Cây số 10 vẫn là một cây bơm tít nha anh em. Đó. Cây này là 1m8 cứng ML. Cây là cây máy đứng nha mọi người. Và 1m8 cứng ML. Thì hai khúc thu gọn là 95cm. Đọt là 1.7 ly. À, góc là 87 phi. Đó. Cứng là ML. Tải mồi từ 4 đến 21 gram. Tải dây từ 8 đến 20 lb. Đó. Hàng còn full hợp nha anh em. Full hợp túi luôn. Có túi luôn cây này, có túi luôn. Thành phần vẫn là thành phần carbon nha mọi người. Thành phần là thành phần carbon. Đây. Sáng đây nè. À, cán bằng là cán mút. Sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đó. Hình cá nè. À, phen cũng là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Đó. Cái này chắc Korea xứ Nhật rồi. Bơm tiết Korea xứ Nhật. Phen Fuji nha mọi người. Hàng ngoại hình còn cực kỳ đẹp nhá. Mấy cái này cỏ chơi ngoại hình này. Đi hàng này hàng tiễn quê. Cái này nặng à, để em căng cái nặng bao nhiêu gram. Cái nặng là 85g nha mọi người, cái nặng 85g. Đó. Giá công khai cây cuối cùng cây số 10, cây máy tính. Giá công khai là 650k nha mọi người. Hàng còn cực kỳ đẹp nha. Đó. Full hộp, full túi luôn.
Rồi đó, tổng cộng 10 cái càng em lên cho anh em này. Nếu anh em cần cái nào lại chốt để em số điện thoại, em thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.